Đây, tôi mua một cái mũ trên sen đỏ, trên shop sen đỏ này, 114.000, mũ nhẹ lắm, chả biết là nó có dày không, nhưng mà chắc là mỏng rồi. Mũ nhẹ này có 114.000, nhưng mà nó có cái ngụy trang, kiểu quân đội. Đây tôi mở ra xem nào, 114.000. Mũ này chắc là mỏng, không có gì là dày dặn. Đúng là cái mũ bảo hiểm không? Hay nó là cái gì? Bỏ một lớp bọc ngoài ra. Thì hiện ra đây là một chiếc mũ được ngụy trang màu quân đội, bọc ngoài mũ bảo hiểm ngoài, bên trong có số. Chú ống ngoài có số. Học một lớp lưới màu quân đội ha, à, được bóng ghê đấy, mũ này bóng ghê đấy, người ta bọc cái vải này rồi nếu bỏ ra là bóng lắm, được nghe chừng cũng dày dặn đấy. À, đất kiểu này. Đấy, quay kiểu này, chốt chốt quay kiểu này, xem nào. À, của Việt Nam đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao này. Hàng Việt Nam chất lượng cao chứ không phải là của vớp vẩn đâu, không phải tàu vớp vẩn đâu. À, đội à, được. Rất là ngon, nó vừa vặn. Kiểu này được đấy. Được, trông màu này được. Mũ sâu. Đây chứ. Trên sen đỏ nha, có 114.000 thôi, cả tiền ship rồi. Đây là cái số được gửi từ Hồ Chí Minh nha, từ quận Thủ Đức.
quận Thủ Đức gửi ra.